Nhạc tấu quân thiên. Nhạc tấu quân thiên. Nhạc tấu là khởi lên, quân cái bàn xoay của người thợ nặng đồ gốm, thiên là trời. Quân thiên chỉ đấng thượng đế tạo hóa ra càn khôn vũ trụ và vạn vật. Nhạc tấu quân thiên là những khúc nhạc tấu lên để hiến lễ Đức Chí Tôn. Điển tích quân thiên nhạc. Quân thiên nhạc hay quân thiên quản nhạc là nhạc tấu ở trên trời, cũng chỉ nhạc tấu ở cung vua. Theo sử ký, Triệu Giản Tư mắc bệnh, 5 ngày liền không nhận ra được nhiều người thân. Biển Thước đến thăm bệnh, thăm xong, Đổng An Vu hỏi, ông nói: không có gì lạ cả, trước kia Tần Mục Công cũng bị bệnh như thế, 7 ngày sau mới tỉnh. Trong lúc bệnh như thế, Triệu Giản Tư thấy mình lên trời đi chơi ở chốn thiên đình, cùng các vị thần tiên, nghe tấu một điệu nhạc, nghe đến xúc động tâm can, gọi là quân thiên nhạc. 2 ngày rưỡi sau, Triệu Giản Tư tỉnh lại, nói với quan đại phu rằng: giữ bách thần du ư quân thiên, quản nhạc cửu tấu vạn vũ, bất loại tam đại chi nhạc, kỳ thanh động nhân tâm. Nghĩa là cùng trăm thần rủi chơi nơi quân thiên, quản nhạc tấu 9 khúc, vạn điệu múa, không khúc nào giống khúc nào thời tam đại, tiếng nhạc làm xúc động lòng người. Bài phú phan nhạc đời Tấn: trần quân thiên chi quản nhạc hề, triển vạn vũ chi chí hoang. Nghĩa là dàn quản nhạc chốn quân thiên trừ, mở ra vạn điệu múa cho đến cực vui. Trong truyện Hoa Điểu Tranh Năng có câu: nhớ xưa ở chốn đào viên, bà vương mẫu mở thọ duyên vui mừng, quân thiên nhạc tấu vang lừng, tiệc la ỉ mở tưng bừng xôn xao. Lưu ý, chúng ta lâu nay thường viết nhạc tấu huân thiên, chữ huân viết là h, nay chúng ta phải sửa lại chữ quân viết là chữ quy mới đúng chánh tả. Trong quyển Tứ Thời Nhật Tụng Kinh của nhị vị đầu sư Thượng Trung Nhật và Ngọc Lịch Nguyệt, in năm 1928, trang 51, Nghi Lễ Đại Đàn ghi 11 nhạc tấu quân thiên, và trang 54 chữ Nho cuối hàng dọc thứ tư in là nhạc tấu quân thiên. Trước khi cúng đại đàn hay tiểu đàn tại tòa thánh hay các thánh thất, sau phần Lôi Âm Cổ Khởi và Bạch Ngọc Trung Minh thì tới phần nhạc tấu quân thiên. Khi lễ sướng câu này thì mỗi người trong đàn cúng phải đứng cho thật nghiêm trang, ban nhạc khởi đánh trống tiếp giá nghinh thiên để đón rước Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật giáng đàn. Mọi người trong đàn cúng phải tịnh tâm tưởng niệm, chẳng nên sao động. Dứt trống tiếp giá thì xây trống mà đờn 7 bài hoặc 5 bài hay 3 bài tùy theo lễ vía kể ra sau đây. Nhạc đờn 7 bài trong 4 trường hợp: đại đàn cúng vía Đức Chí Tôn ngày 9 tháng giêng, đại đàn rằm Ba Nguân, rằm tháng giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10 âm lịch. Nhạc đờn 5 bài trong các đại đàn cúng vía 3 đấng giáo chủ tam giáo Tam Trấn Oai Nghiêm, Đức Chúa Giêsu, nơi báo ân từ cúng đại đàn Đức Phật Mẫu, nhạc tấu quân thiên cũng đờn 5 bài. Nhạc đờn 3 bài trong các tiểu đàn sóc vọng và kỷ niệm. Ý nghĩa của 7 bài, 5 bài và 3 bài trong nhạc tấu quân thiên cúng đại đàn và tiểu đàn. Trích trong tài liệu Hạnh Đường Hóa Huấn Luyện Giáo Hữu. 1. Đại đàn cúng Đức Chí Tôn và rằm Tam Nguân. 7 bài. 1. Sàng xê, nghĩa là đưa qua trộn lại không ở một chỗ, ấy là hỗn độn sơ khai, khi nổ ra một tiếng. 2. Ngũ đối thượng, nghĩa là 5 tầng thượng, trên trời có ngũ khí, ấy là khí thanh nổi lên làm trời. 3. Ngũ đối hạ, nghĩa là 5 tầng dưới, đó là ngũ hành,
ấy là trược khí hạ xuống làm đất. 4. Long đăng, nghĩa là rồng lên, ấy là dương. 5. Long ngâm, nghĩa là rồng xuống, ấy là âm. 6. Vạn giá, nghĩa là muôn việc đã định rồi, ấy là muôn loài vật đều có tên. 7. Tiểu khúc, nghĩa là sự nhỏ, ngắn, ấy là nhỏ ngắn đều có định luật và có tên. Đờn bảy bài vì đại từ phụ và đại từ mẫu là cơ sanh hóa. 2. Đại đàn cúng ba đấng giáo chủ tam giáo, tam trấn oai nghiêm và Đức Chúa Giê-xu, năm bài. 1. Sàng xê, 2. Ngũ đối thượng, 3. Ngũ đối hạ, 4. Long đăng, 5. Tiểu khúc. Đờn năm bài vì các đấng còn luân chuyển trong ngũ khí và ngũ hành, rồi phải lãnh ngũ tạng, tức là nhập thế. 3. Tiểu đàn sóc vọng và kỷ niệm các đấng, 3 bài. 1. Ngũ đối hạ là âm, 2. Long đăng là dương, 3. Tiểu khúc là nhỏ ngắn, ấy là âm dương sanh sanh hóa hóa. 7 bài thuộc dương, không phải nam, không phải bắc. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giảng giải về nhạc tấu quân thiên trong hai kỳ thuyết đạo tại Đền Thánh đêm mùng 1 tháng 8 năm Đinh Hợi, dương lịch ngày 15 tháng 9 năm 1947, và tại Báo Ân Từ thời Ngọ ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tý, dương lịch ngày 23 tháng 5 năm 1948, chép ra sau đây. Từ thử, ai cũng cho âm thanh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của đạo Nho là lễ nhạc, mà chính đại đạo Tam Kỳ là Nho Tông chuyển thế, thì phải truy tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào. Đời phen, chúng ta không hiểu được uyên thâm khi dâng lễ cho Đức Chí Tôn lúc nhạc tấu quân thiên. Hết lớp trống qua đến đờn bảy bài thì lâu quá, có khi phải chồn chân rồi nản chí. Chính bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn tư vị quốc dân Việt Nam, nên Tiền Định Chi Chi cũng làm gương mẫu cho toàn đại đồng thế giới. Mà có lễ nhạc này, luôn luôn khi dâng lễ thì ý nghĩa ắt cao trọng lắm là phải. Bởi cớ nên khi mới khai đạo, bần đạo đến tại thánh thất Thủ Đức của ông thơ Tạo Lập, bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông. Ngài dạy rằng, trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn. Phía hữu, bác hồn tư mặc ca huỳnh lão. Phía tả, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Bần đạo cũng không hiểu là gì. Lần lần bần đạo hỏi nữa, bần đạo được dạy mà hiểu rằng, kể từ phôi thai càn khôn vạn vật này, Chí Tôn là khối sanh quang, biến thành hai khối sanh khí. Hai khí ấy trụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh ra một tiếng ầm. Người ta gọi là nổ ầm, hay nghe tiếng ni, đạo Phật sửa lại là ấm, ấm mani bát vị hồng. Nhờ tiếng nổ ấy, bát hồn mới vận chuyển, biến sanh vạn vật và loài người. Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì khí sanh quang đến đó, tức là sự sống đến. Bằng chẳng nghe được thì nơi ấy tiêu diệt, nghĩa là chết mất mà thôi. Bởi cớ nên dùng đến những vật bát âm, nó đã chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn. Tấm da trâu ấy đã chết, mà với sự khôn ngoan của loài người làm cho nó có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống lại được, nghĩa là bát hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ nên khi nghe nhạc tấu quân thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu sát ý. Khi dâng lễ Đức Chí Tôn quy pháp định, thấy và nghe cả bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. Nên chi, từ đây, khi nhạc tấu quân thiên, chúng ta xem quý hơn dâng tam bửu, dầu là phải lỡ đi nửa chừng trong đền thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, vì lẽ ấy làm giảm điều kính trọng dâng lên Chí Tôn mà không nên. Khi ấy là vận chuyển bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ, lễ nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước Việt Nam, mà chính nghĩa là làm cho sống lại bát hồn. Và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy. Ấy vậy mới có thể làm chủ và làm gương cho toàn nhân loại được, thì danh dự ấy không phải là quá đáng. Xin khuyên toàn đạo từ đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi nhạc tấu quân thiên. Đạo Cao Đài là nền đạo quy pháp cả cái sống của bát hồn mà dâng lễ trả cái sống khi mới phôi thai càn khôn do hai khối sanh khí mà tạo thành. Ngày nay lại dâng lễ trọng cho Chí Tôn, tức là quy pháp cho khối sanh khí ấy.
tức là chí tôn vui và duy nhất là thấy sự sống trả lại cho Ngài. Toàn đạo nên trọng tâm xét hiểu nhiệm màu đạo lý ấy mà lần lần đạt cho được chân pháp của Đức Chí Tôn. Ý nghĩa về nhạc tấu quân thiên: có điều màu nhiệm nên nay bần đạo giảng về lễ nhạc để tránh sự thất lễ khi vô hành lễ. Vì không hiểu nghĩa lý, không biết thủ lễ theo phép cho y khuôn khổ khi nhạc tấu quân thiên. Bên Á Đông, trong đạo Cao Đài, có trống, có chuông. Còn bên châu Âu, có chuông mà không có trống là tại sao? Tại sao Á Đông dùng trống, còn châu Âu dùng chuông? Trống là âm thanh của đạo. Thuở chưa có càn khôn vũ trụ, đạo giáo có dạy: hai lần nguyên khí đụng lại nổ ra khối lửa. Khối lửa ấy là ngôi thái cực. Chủ ngôi thái cực là Đức Chí Tôn. Khi nào trời sét nổ chúng ta nghe sao? Người Nam mình kêu là ầm, còn theo đạo Pháp kêu là ầm. Vì cớ phép Phật sửa lại là ấm, ấm mani bát trị hồng. Câu đọc ấy có nghĩa là nắm các quyền năng vũ trụ quản xuất trong tay. Tiếng nổ ta nghe nó ra sao? Khi nổ rồi còn nghe tiếng bay xa. Nguyên căn của tiếng nổ là tiếng trống, còn giọng ngân là tiếng chuông. Ấy vậy, nguyên căn của đạo giáo do bên Á Đông này có tiếng trống ngân bay qua châu Âu, nên các đạo giáo Âu Châu đều là hưởng ứng theo Phật giáo mà Phật giáo xuất hiện nơi Á Đông. Vì vậy mà các nền tôn giáo phụ thuộc đều không đúng theo nguyên tắc căn bản. Còn tại sao khi vô làm lễ, lúc nhạc tấu quân thiên, tức là lễ hiến dâng sự sống cho Đức Chí Tôn, là thầy của cả càn khôn vũ trụ, bần đạo thường nhắc nhở tất cả phải đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Nhạc là hưởng ứng của cả khối sanh quan của càn khôn vũ trụ đồng thinh, nơi Á Đông có câu: bào, thổ, cách, mộc, thạch, kim, diễu ti, trước nải bát âm, là tiếng kèn, tiếng trống đất, tiếng trống da, tiếng mỏ cây, tiếng khánh đá, tiếng chuông đồng, cùng với tiếng dây đàn, tiếng sáo trúc, ấy là tám âm. Các vật vô năng mà nói đặng, có trật tự niêm luật hòa nhau là đạt đạo. Hiệp lại với tiếng kinh mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn: bác hồn tư mặc ca huỳnh lão, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Khi nhạc trỗi, cả thảy phải im lặng hiến các âm thinh. Sự bí mật ấy gọi là phi tướng lễ. Chủ ý là trình tấu với Đức Chí Tôn rằng: các con biết được màu nhiệm căn nguyên của cha lành, muốn cho các con nói nghiệp theo một khuôn phép trường tồn. Lễ đó trọng hệ như dân tam bửu vậy. Bần đạo dặn một lần nữa, khi nào sướng nhạc tấu quân thiên thì phải đứng bình tĩnh, người nào có vô không kịp thì đứng ngoài mà thôi. Nhạc thiều, nhạc là khúc nhạc, thiều là đẹp, sáng. Nhạc thiều là những khúc nhạc do vua Thuấn đặt ra, nghe réo rắt êm tai, khiến cho lòng người trở nên tốt đẹp. Nhạc thiều được dùng trong cung đình. Lạy. Lạy là gì? Lạy là chắp hai bàn tay lại, quỳ gối, cúi đầu xuống thật thấp để tỏ lòng thành kính. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn dạy cách lạy như sau. Lạy là gì? Là tỏ ra bề ngoài lễ kính trong lòng. Chắp hai tay lại là sao? Tả là nhật, hữu là nguyệt, vị chi âm dương. Âm dương hiệp nhất, phát khởi càn khôn, sanh sanh hóa hóa, tức là đạo. Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao? Là nguồn cội của nhân sanh lưỡng hiệp âm dương mà ra, ấy là đạo. Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao? Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy thiên, một lạy địa. Lạy thần, lạy thánh thì ba lạy là tại sao? Là lạy đấng vào hàng thứ ba của trời, và cũng chỉ rằng lạy tinh, khí, thần hiệp nhất, ấy là đạo. Lạy tiên, lạy Phật, chín lạy là tại sao? Là tại chín đấng cửu thiên khai hóa. Còn lạy thầy 12 lạy là tại sao?
Các con không biết đâu, thập nhị khai thiên là Thầy, Chúa cả càn khôn thế giới, đắm trọn thập nhị thời thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy. Lạy Đức Chí Tôn 12 lạy, nhưng thực tế chỉ lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật. Tổng cộng 3 lần lạy là 12 gật, thay thế 12 lạy. Mỗi gật đều niệm câu chú của Thầy. Đáng lẽ chúng ta phải lạy Đức Chí Tôn 12 lạy, nhưng vì tình yêu của Đấng Cha lành đối với các con, sợ con cái mỏi mệt, nên chỉ buộc lạy có 3 lạy, mỗi lạy 4 gật thay thế 12 lạy. Trong thời Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn dạy, khi lạy, hai bàn tay phải bắt ấn tí. Cái ấn tí này là biểu tượng của Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Hồi Nhất Kỳ phổ độ, Đức Thái Thượng Đạo Tổ mở đạo tiên, dạy hai bàn tay nắm co lại và ốp vào, nhìn giống như cái hoa búp. Ấy là thời kỳ đầu tiên, giống như cái hoa còn búp, chưa nở. Sang Nhị Kỳ phổ độ, Đức Phật Thích Ca mở đạo Phật, dạy hai bàn tay xòe thẳng ra và úp sát lại. Khi lạy xuống, hai bàn tay mở ra để ngửa, giống như cái hoa nở. Nay đến thời Tam Kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn lập đạo Cao Đài, dạy chắp tay bắt ấn tí. Giống như trái cây có cái hột bên trong, bởi vì qua hai thời kỳ trước, bông búp, bông nở, rồi nay kết thành trái có hột bên trong. Khi lạy xuống, hai bàn tay xòe ra và úp xuống, tượng trưng cho việc gieo giống xuống đất, để cái hột hấp thụ nơi đất ẩm nảy mầm mọc lên một cây mới. Như vậy, Tam Kỳ phổ độ là thời kỳ chót trong một chu trình sanh hóa, trổ hoa, hoa nở, kết trái rồi gieo hột xuống đất, để sau đó là một chu trình sanh hóa mới nối tiếp. Vậy, ấn tí là cái ấn đặc biệt của thời Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Khi chúng ta lạy Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, lạy chư thần, thánh, tiên Phật, hay lạy người sống, lạy người chết, vong phàm hay lạy tổ tiên, chúng ta đều bắt ấn tí. Điều lưu ý là khi lạy vong phàm, hai lạy quỳ và hai lạy đứng. Hai lạy quỳ là lạy thiên địa, hai lạy đứng là lạy âm dương. Dù lạy quỳ hay lạy đứng, hai bàn tay đều bắt ấn tí. Vong phàm là vong hồn của người phàm, tức là người bình thường, chưa có đạo, chưa biết tu hành. Nếu một người phàm mà ý thức được việc đời là giả tạm, công danh phú quý là phiền não khổ đau, muốn trở bước vào đường tu hành, nhập môn cầu đạo, lập minh thệ với Đức Chí Tôn, trở thành một môn đệ của Đức Chí Tôn, nguyện giữ gìn luật đạo đúng theo tân luật của Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ, ăn chay mỗi tháng được 10 ngày, giữ gìn ngũ giới cấm, thì như vậy, người đó đã vượt qua bậc phàm, bước vào bậc địa thần. Đó là hồng ân đặc biệt của Đức Chí Tôn ban cho các môn đệ của Ngài trong thời Đại Ân Xá của Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Hễ vào làm môn đệ của Đức Chí Tôn, giữ tròn đạo hạnh và luật đạo, thì Đức Chí Tôn ban ơn cho được vào phẩm địa thần. Nếu được tín nhiệm, đưa lên làm chức việc trong bàn trị sự nơi hương đạo, thì bước vào bậc nhân thần. Khi cầu phong và đắc phong lên hàng lễ sanh, thì được đối phẩm với thiên thần. Do đó, khi một tín đồ Cao Đài quy liễu, nếu vị đó ăn chay đủ 10 ngày trong một tháng và giữ tròn luật đạo, thì được chức sắc, làm phép sát và phép đoạn căn. Vị ấy được đứng vào bậc địa thần, chứ không còn là vong phàm. Nên khi chúng ta lạy vong, chúng ta phải lạy theo hàng thần, tức là ba lạy không gật, tay bắt ấn tí. Trong Pháp Chánh Truyền chú giải có nói rõ, lễ sanh đối phẩm thiên thần, chánh trị sự, phó trị sự, thông sự đối phẩm nhân thần, chư tín đồ đối phẩm địa thần. Lễ. Lễ, cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế. Cuộc lễ có nghi tiết: lễ bái, lễ nghĩa, lễ xính. Lễ bạc tâm thành. Lễ bạc tâm thành là lễ vật đơn sơ, nhưng lòng thành thật tín ngưỡng.
Lễ bái. Lễ bái là cúng lạy, chỉ chung về sự cúng tế. Bài thài hiến lễ thất nương Diêu Trì Cung. Lễ bái thường hành tâm đạo khởi. Tôn giáo thường xem trọng sự lễ bái các đấng thiêng liêng, nhất là trong đạo Cao Đài. Sự lễ bái Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu được xem là quan trọng hàng đầu. Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy rằng, trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: các em phải lo cúng kiến thường. Một là tập cho chân thần được gần gũi các đấng thiêng liêng, cho đặng sáng lạng. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhất là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à, mỗi khi đại lễ cúng đại đàn tại thánh thất thường kéo dài khoảng 2:45, còn tiểu lễ cúng tiểu đàn thì kéo dài khoảng 1:30. Các ngày thường cúng tứ thời Tý, Ngọ, Mèo, Dậu, mỗi thời mất khoảng 30. Người tín đồ phải mặc đạo phục, khép mình trong nghi lễ lâu như thế nên rất mệt mỏi. Nhiều người yếu sức, bị xỉu ngay giữa thời cúng. Hỏi vậy chớ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng có cần tín đồ quỳ mọp bái lạy lâu như thế không? Câu trả lời nhất định là không, mà sự bái lễ ấy chỉ nhằm lợi ích cho người tín đồ. Ngoài các lợi ích do Đức Quan Âm Bồ Tát đã dạy ở trên, còn có hai lợi ích khác rất quan trọng kể ra như sau. Thứ nhất, theo lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, việc dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn là một bí pháp giải thoát, bởi vì khi chúng ta dâng trọn thể xác, chân thần và linh hồn lên cho Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu dùng phương nào thì dùng, tức là chúng ta đã giao tất cả nghiệp quả từ nhiều kiếp trước và kiếp hiện tại lên cho Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Miễn là từ đây đến khi chết, chúng ta không gây tội lỗi nào nữa, thì như thế chúng ta không còn nghiệp quả nào nữa. Tất nhiên chúng ta sẽ được giải thoát, vì không còn ai kéo níu đòi nợ chúng ta được nữa. Thứ nhì, tư thế ngồi cúng tại tòa thánh, tư thế quỳ cúng tại thánh thất hay điện thờ, hay tư thế đứng hầu đàn, ba tư thế ấy là ba tư thế thiền định luyện tam bửu tinh khí thần hiệp nhất. Nếu như trong ba tư thế ấy chúng ta giữ xương sống luôn luôn thẳng đứng và hai chân khép lại chạm vào nhau, tư thế ngồi cúng là tọa thiền, tư thế quỳ cúng là quỳ thiền, tư thế đứng hầu đàn là trụ thiền, chúng ta giữ cho đừng phóng tâm, tập trung tư tưởng ngưỡng vọng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, đưa tư tưởng lần theo các lời kinh, dần dần trong cơ thể của chúng ta sẽ có sự chuyển biến làm cho tinh hóa khí, khí hiệp thần và sau cùng cho thần hồn hư. Nhưng muốn đạt được kết quả ấy, không phải chúng ta chỉ cúng trong một vài tháng hay một vài năm, mà chúng ta phải bền chí tu tập trong một thời gian lâu dài. Có như thế đến mãn đời, nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp chắc chắn, nhất định chúng ta sẽ đạt được giải thoát, tức là được siêu thăng. Lễ giáo. Lễ giáo là có giáo dục về lễ nghĩa, lễ nghi phong hóa. Lễ nghi phong hóa là cách thức bày ra trong sự cúng tế cho được trật tự, trang nghiêm, kính cẩn và các phong tục tập quán của một dân tộc. Pháp chánh truyền. Tuy vẫn đã biết, lúc thầy lập pháp chánh truyền thì thầy dạy hành lễ dường ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi phong hóa nhà Nam ta buộc phải vậy. Lễ nghĩa. Lễ nghĩa là những phép tắc phải theo để cho việc cư xử tỏ ra được sự tôn kính và đúng theo lẽ phải. Pháp chánh truyền còn hỏi về lễ nghĩa giao thiệp về phần đời,
thì ngài dạy giáo hữu năm phái cũng phải chịu dưới quyền của giáo sư nữ phái. Thuyền Bát Nhã. Thuyền chỉ chung các loại thuyền, tàu, ghe đi lại trên biển hay trên sông. Bát Nhã do phiên âm từ tiếng Phạn, Vrajina dịch ra Hán văn là trí huệ, nghĩa là sự hiểu biết rốt ráo, thông suốt tất cả từ cõi người đến cõi trời. Từ ngữ trí huệ chưa đạt hết ý nghĩa của chữ Bát Nhã, nên các nhà tôn giáo vẫn thường dùng danh từ Bát Nhã hơn là trí huệ. Bát Nhã là trí huệ bậc nhất, thoát ra và vượt lên khỏi tham, sân, si, dứt các mê lầm, tự mình thông đạt, tự mình hiểu biết hết các lẽ. Đạt được trí huệ Bát Nhã là đắc đạo. Thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền trí huệ do pháp nhiệm của Phật tạo nên để rước các chân hồn đắc đạo lên cõi cực lạc thế giới. Thuyền Bát Nhã là từ ngữ để nói ví dụ so sánh. Con người sống trong cõi trần đầy ô trược nên bị tấm màn vô minh che lấp, để cho lục dục thất tình cám dỗ khiến sai. Chừng nào phá bỏ được tấm màn vô minh ấy thì vượt lên khỏi sự cám dỗ của lục dục thất tình, trở lại làm chủ chúng nó. Lúc đó con người hết vô minh, tất nhiên đạt được trí huệ. Và cái trí huệ ấy ví như chiếc thuyền Bát Nhã đưa con người đến cõi cực lạc Niết Bàn, đắc đạo thành tiên, Phật. Trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thuyền Bát Nhã do Đức Phật Di Lặc làm chủ thuyền, rước các chân hồn có đầy đủ công đức vượt qua bể khổ, thoát khỏi luân hồi, đến cảnh thiên liên hàng sống mà Phật gọi là cực lạc Niết Bàn, tiên gọi là bồng lai tiên cảnh mà an hưởng những điều cực lạc. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có 4 câu thơ tả thuyền Bát Nhã. Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm, nổi quá như bông nặng quá kim. Có đạo trăm muôn ngồi cũng đủ, không duyên một đứa cũng là chìm. Theo thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, trên sông Ngân Hà, một nhánh của biển khổ nơi cõi thiên liên, Đức Quan Âm Bồ Tát phân lệnh Đức Di Lạc Vương Phật chèo chiếc thuyền Bát Nhã qua lại để độ sanh trước những người đầy đủ phước đức đi qua biển khổ đến cõi thiên liên hàng sống. Theo bài thài hiến lễ Tam Nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung, Tam Nương cũng có nhiệm vụ chèo chiếc thuyền Bát Nhã trước người phước đức vượt qua biển khổ. Biển mê lắc lẻo con thuyền, chở che khách tục cửu tuyền ngăn sông. Trong truyện Tây Du Ký, khi thầy trò Tam Tạng đến bến Lăng Vân, không thể đi lên cầu để qua bờ bên kia được. Đang lúc bối rối thì có vị Phật là Tiếp Dẫn Đạo Nhân chèo chiếc thuyền không đáy tới trước. Tam Tạng thấy thuyền không đáy nên không dám bước xuống. Tề Thiên Đại Thánh bỗng xô Tam Tạng một cái, Tam Tạng ngã xuống nước. Tiếp Dẫn Đạo Nhân đỡ Tam Tạng lên thuyền và chèo thuyền qua sông. Khi đến giữa sông thì gặp một xác người đang trôi xuống. Xem kỹ thì đó chính là xác phàm của Tam Tạng. Tiếp Dẫn Đạo Nhân chúc mừng Tam Tạng đã bỏ xác trần đắc thành Phật vị. Thuyền qua đến bờ bên kia, Tam Tạng nhẹ nhàng bước lên bờ cùng với 3 đồ đệ. Khi quay nhìn lại, thấy con thuyền và vị Phật ấy đều biến mất. Thế mới gọi là pháp trí huệ quảng đại đưa thầy trò lên bờ cực lạc. Con thuyền không đáy ấy chính là chiếc thuyền Bát Nhã, mà người chèo thuyền là Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Cho nên trong bài Kinh Cầu Hồn khi hấp hối có câu: Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhân, phướng linh khai mở nẻo đường lôi âm. Đức Chí Tôn có lời khuyên những vị đắc đạo rồi, nên nhìn lại cõi trần mà thương xót nhân sanh đang trầm luân trong bể khổ mà mở lòng cứu giúp. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bát Nhã xin con trở mái chèo, thiền lòng thương lấy chúng sanh eo.
trăm năm chưa hẳn nên hiền đức, tấn nẻo trong gai khá lựa dèo. Bí pháp và thể pháp của thuyền Bát Nhã. Bí pháp thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền rồng qua lại trên biển khổ nơi cõi thiên liêng để rước những chân hồn có đầy đủ phước đức từ bờ bên này của biển khổ Thử Ngạn là bờ luân hồi sang bờ bên kia Bỉ Ngạn là bờ đắc đạo giải thoát để đi vào cõi thiên liêng hằng sống. Đây là chiếc thuyền để cứu độ các chân linh trong thời kỳ đại ân xá của Đức Chí Tôn. Thể pháp thuyền Bát Nhã được đóng bằng gỗ, có hình dáng là một con rồng vàng. Nơi chính giữa của mình rồng cất lên một cái nhà vàng để đặt quan tài người chết, chở vào nghĩa địa chôn cất. Vì có thể pháp và bí pháp huyền diệu như thế, nên không thể gọi thuyền Bát Nhã là chiếc xe tang được. Nơi châu đạo Sa Đéc, thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền rồng, đậu tại bến sông Sa Đéc, ngay trước thánh thất. Trên thuyền có gắn máy tàu để chạy trên các sông rạch, phục vụ việc chở quan tài người chết đưa đi chôn cất. Khi thuyền Bát Nhã chạy trên sông, chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp, rất linh động, giống như thuyền của các vua chúa thời xưa. Nơi châu đạo Sài Gòn, thuyền Bát Nhã được đóng trên một sườn xe hơi bốn bánh, có động cơ chạy được trên đường như các loại xe vận tải khác. Thuyền rồng mà chạy ngờ ngờ trên đường nhựa khiến nhiều người lấy làm lạ, nhưng đây chỉ là thể pháp tượng trưng mà thôi. Nơi vùng thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh, thuyền Bát Nhã được đóng trên một cái khung hai bánh, giống như cái rơ móc của xe hơi. Hai bên hông thuyền có gắn hai sợi dây thừng to và dài để cho các đạo tỳ kéo thuyền đi chậm chạp trên đường phố. Đầu rồng và đuôi rồng lắc lư theo nhịp đi, nên từ xa nhìn vào thấy khung cảnh ấy rất ngoạn mục và huyền bí. Năm Ất Hợi 1935, tức là sau 10 năm khai đạo, Đức Chí Tôn mới ban cho kinh Tận Độ Vong Linh. Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng đã trải qua 10 năm, Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhân sanh duy kể từ ngày ban tân kinh này mà thôi. Lời tựa quyển tân kinh. Sau khi Đức Chí Tôn ban cho kinh tận độ xong, thì Đức Phạm Hộ Pháp ra lệnh cho ngày khai pháp Trần Duy Nghĩa làm lễ khai thuyền Bát Nhã tại Khánh Đình Tòa Thánh Tây Ninh, tức là khai pháp thuyền Bát Nhã. Bí pháp và thể pháp tùng theo cơ tận độ của Đức Chí Tôn. Trong buổi lễ này, ngài khai pháp nói về sự tích của thuyền Bát Nhã và giải thích về chèo thuyền, xin chép nguyên văn ra sau đây. Lời giải thích về chèo thuyền Bát Nhã của ngài khai pháp Trần Duy Nghĩa, trưởng quản cơ quan phước thiện tại Khách Đình ngày 13 tháng 10 năm Ất Hợi, dương lịch ngày 8 tháng 11 năm 1935. Kính Đức Hộ Pháp, kính Hội Thánh Cửu Trùng Đài, các ban, bộ, nhạc và tổng trạo, mấy em nam nữ, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm Ất Hợi, nhằm lễ kỷ niệm khai đạo hàng năm, lại nữa là ngày khai thuyền Bát Nhã tại Khách Định. Bần tăng vâng lệnh Đức Hộ Pháp dẫn giải cho nhân viên hiện có trách nhiệm trọng yếu trong Bát Nhã thuyền được rõ. Lấy theo thể pháp, các em đây là nhân viên của Đức Phật Di Lạc, tượng trưng thể pháp nơi mặt thế này. Nương lấy nguồn thuyền Bát Nhã trong thời kỳ Hạ Nguân, hầu mãn khởi đầu Thượng Nguân tứ chuyển, về hữu vi, tượng trưng đưa xác người vào nơi cực lạc giới, gọi là kiếp thoát trần. Mặt khác về nhiệm màu vô vi là cơ tận độ cứu rỗi cửu nhị ức nguyên nhân quy hồi cựu vị, cùng các chân hồn tiền vãng hậu vãng và các chân hồn vật loại đạt đến phẩm nhân khi thoát xác được siêu thăng thượng giới. Tưởng lại phần đông trong thiên hạ đã có xem qua cốt truyện Tây Du,
đường Tam Tạng thỉnh kinh đông độ. Bốn thầy trò cùng đi gần tới Tây Phương, giữa mé sông Giang Hà để bước lên chiếc Nại Hà Kiều rất lắc lẻo khó đi. Các thầy trò đều có phép hóa thân nên qua được, riêng thầy Tam Tạng không biết làm sao qua. Đường lúc quanh quẩn tấn thối lưỡng nan, bỗng nhiên thấy có một người chèo thuyền rồng đến vừa thấy rõ. Lạ một điều là thuyền không đáy mà nổi phao trên mặt nước. Thầy Tam Tạng lấy làm lạ và ái ngại, không hiểu mình bước xuống thuyền có được không. Bao lần dụ dự không quyết định được, đến rốt cuộc thầy Tam Tạng buộc lòng để chân xuống thuyền. Vì còn mang xác thân phạm tục nên lúc ban sơ phải chịu nhiều khó khăn chênh nghiêng, mất thăng bằng. Tuy vậy, thỉnh thoảng sự bình tĩnh vững vàng trở lại như bao người bên cạnh. Thầy Tam Tạng trực nhìn xuống dòng sông nước chảy, thấy một xác người chết trôi qua bèn than rằng: nơi đây gần đến nước Phật, sao còn có người chết trôi như thế? Tôn Ngộ Không liền đáp rằng: ấy là cái xác của thầy đó vậy. Bởi vậy công tu luyện đến ngày công viên quả mãn nên cõi xác trần thoát kiếp. Vì ở trần thế mang xác phàm hữu hình hữu hoại, và nhờ đó mà phân biệt phạm thánh trong khi mình đã đắc đạo. Thuyền rồng không đáy kia Phật giáo gọi là thuyền Bát Nhã, và người chèo Phật danh gọi là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Thuyền Bát Nhã có là do một bèn sen, một cánh bông sen của Đức Phật Tổ nơi cực lạc thế giới, Đức Phật dùng tinh hoa của tam muội hỏa mà biến thành. Ấy là bí pháp của nhà Phật. Hai chữ Bát Nhã, Phật Tông nguyên lý trong kinh gọi là trí huệ, để mở mang sự sáng suốt cho các bậc chân tu, cũng ám chỉ là thuyền từ đưa người thoát tục. Trải qua bao kỷ nguyên, người tu đắc đạo cũng nương lấy Bát Nhã thuyền do nhiệm màu thiêng liêng mà về nước Phật hay đến cõi hư vô tịch diệt. Thuở hỗn độn, khi trời đất phân ngôi thứ rồi mà chưa có loài người, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Minh Sư gọi là Lão Mẫu, vân lệnh Đức Thượng Đế nhóm ngự triều đại hội nơi Kim Bồn, phòng định 100 ức nguyên nhân xuống trận, dùng ngọc lộ kim bàn trụ các nguyên nhân cho xuống thế lập đời. Trước khi ấy, Lão Mẫu tức là Diêu Trì Kim Mẫu kêu toàn cả linh căn chân tánh dự hội yến bàn đạo, ban cho mỗi vị một cái túi gọi là Vạn Bửu Nan. Trong đó có 8 món báo là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Và căn dặn khi xuống trần thế trũi mất một món là về cùng mẹ không đặng. Lão Mẫu cùng Bát Nhã thuyền chở toàn linh căn và 8 món báo ấy đưa xuống lập đời. Có bài kệ rằng: linh căn ngày đó xuống trần ai, cái cái vui mừng nhập mẫu thai. Vì mất bửu nan mê nghiệp hại, làm sao tỉnh đặng trở hồi lai. Bên kia có đại tiên hiệu là Cù Tán Đỡm hay là Kim Quang Sứ, thấy Phật Mẫu cho chân linh xuống trần thì ông cũng xuống trần, có dẫn theo 5 chân linh quỷ vị biến thành: 1. Kim là tiền bạc, 2. Mộc là sắc đẹp, 3. Thủy là rượu ngọt, 4. Hỏa là nóng giận, 5. Thổ là nha phiến. Mỗi chân linh quỷ vị đều biến ra 5 mùi vị khác nhau, cho các nguyên căn say mê mà quên cả các bửu nan. Con người lớn lên thấy tiền thì ham, thấy sắc lịch thì mê, thấy rượu ngọt thì ưa, mà nó dục cho con người nóng giận và say mê nha phiến, chước quỷ mưu tà, hằng suối dục bày ra muôn ngàn sự khoái lạc nơi trần khổ chẳng xiết. Nên chất linh căn vì lưu luyến hồng trần, vui say mùi vị thế gian mà quên nguồn cội. Bởi thế cho nên thánh nhân ra đời 8 giáo đạo cũng quy tụ căn bản trong 8 món báu để tỉnh giác.
Phật giáo dạy phải chọn tam quy ngũ giới, tiên giáo dạy phải vẹn tam nguyên ngũ hành, thánh giáo dạy phải gìn tám căn ngũ thường. Để thức tỉnh các linh căn nhớ nguồn cội tám món báo ấy mà về, ai được may duyên sớm ngộ đạo mới lên Bát Nhã thuyền mà trở về cự vị. Đúng như bài thi của Đức Chí Tôn đã dạy rằng: khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm, nổi quá như bông nặng quá kim. Có đạo trăm muôn ngồi cũng đủ, không duyên một đứa cũng là chìm. Thời kỳ Thánh Đức, sơ khai Long Hoa Đại Hội, Đức Di Lạc, kiếp tiên vị mệnh danh là Hoàng Cực Chủ Nhân, lãnh lệnh Lão Mẫu, tức là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu buổi nọ. Ngài làm chủ thuyền Bát Nhã, chở các nguyên nhân xuống thế, lần đầu 24 chuyến thuyền, hai lần sau mỗi lần 6 chuyến, đúng như quyển kinh thứ nhất và thứ nhì Ngọc Lộ Kim Bàn. Nguồn Thánh Đức gọi là Nhất Kỳ Phổ Độ: một, giáo chủ đạo Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật; hai, giáo chủ đạo Tiên, Thái Thượng Đạo Quân; ba, giáo chủ đạo Thánh, Văn Tuyên Đế Quân. Các vị giáo chủ đã khai sáng nền đạo, lập thành quy điều, luật pháp, an ninh trật tự cho nhân loại tiến bước trên đường tu tỉnh. Đức Chí Tôn Ngài mới dạy: khai Long Hoa Đại Hội Nhất Kỳ nên có câu: sơ hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội Nhiên Đăng Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Đức Nhiên Đăng làm chủ hội, điểm đạo chỉ có 6 ức nguyên nhân đắc đạo. Nhị kỳ phổ độ, thời kỳ văn minh tiến hóa từ ấy mới nổi danh trong tam giáo. Một, Phật thì có Đức Thích Ca làm giáo chủ; hai, Tiên thì có Đức Lão Tử làm giáo chủ; ba, Thánh thì có Đức Khổng Tử làm giáo chủ. Sau 551 năm, Ngài cho Đức Chúa Giê-xu giáng sanh, cũng thời nhị kỳ. Sau khi thành lập luật pháp quy điều, Ngài mới khai Long Hoa nhị kỳ phổ độ có câu: nhị hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di Đà Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Đức Di Đà làm chủ hội, điểm đạo được 2 ức nguyên nhân đoạt pháp, phần nhiều là môn đồ của Lão Tử đắc đạo, còn 92 ức nguyên nhân luống chịu đọa trần. Tam kỳ phổ độ, đến thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Kiếp, tức là thời kỳ quy cổ, chính mình Đức Chí Tôn giáng trần, dùng huyền diệu cơ bút để tam trấn oai nghiêm thay cho tam giáo lập đạo vô vi, không hình thể như trước, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Một, Đức Phật Quan Âm chưởng quản về Phật giáo; hai, Đức Lý Thái Bạch Tiên Trưởng chưởng quản Tiên giáo; ba, Đức Quan Thánh Đế Quân chưởng quản Thánh giáo, gọi là Nho Tông chuyển thế. Nhân thời Hạ Nguyên này, do cơ bút mà biết được nguyên nhân đắc đạo trong 2 kỳ trước. Những nguyên nhân đắc đạo đến tình nguyện nơi Ngọc Hư Cung giáng trần, chịu mạng lệnh nơi Đức Di Lạc Vương Phật, lo cứu rỗi 92 ức nguyên nhân còn say đắm nơi trần. Bây giờ nhắc lại, thể pháp cuộc chèo thuyền Bát Nhã, phân sự của nhân viên trong thuyền có: tổng lái, tổng mũi, tổng thương, tổng khẩu và 12 bát trạo. Tổng lái là chân linh Hắc Sát Tinh ở thượng giới theo thể pháp, còn bí pháp là chân khí của hộ pháp. Tổng lái tượng trưng Bát Quái Đài. Tổng thương là chân linh Huỳnh Long Tinh ở thượng giới theo thể pháp, còn bí pháp là chân khí của thượng sanh. Tổng thương tượng trưng cho Cửu Trùng Đài. Tổng mũi là chân linh của Bạch Hổ Tinh ở thượng giới theo thể pháp, còn bí pháp là chân khí của thượng phẩm. Tổng mũi tượng trưng cho Hiệp Thiên Đài. Tổng khẩu tượng trưng nhân sanh, tức là chân hồn của chúng ta. Thấy tánh tình của tổng khẩu vô chừng, vui buồn chẳng định, vả chăng trong thời biến chuyển loạn lạc, phải chịu dưới phép sai khiến của lục dục thất tình, vì danh lợi tự đem mình đến chỗ trụy lạc, vì Phật chất xa hoa quyến rũ. 12 bá trạo.
Con số 12 là bí pháp, số riêng của Đức Chí Tôn. Ngày nắm thập nhị khai thiên nơi tay, tức là thập nhị thời thần nơi Bạch Ngọc Kinh. Còn thể pháp là thập nhị thời quân hiệp thiên đài, mà chúng ta đã biết trong cửa đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vậy 12 bá trạo tượng trưng thập nhị địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mà biến tướng càn khôn thế giới, làm cho rộng lớn thêm lên vũ trụ bao la. Những vị vừa kể trên vừa chèo vừa hát rập tràn theo chân truyền của đạo là thể pháp. Thể pháp có hành thì bí pháp mới tựu, ấy là dĩ huyễn độ chơn. Thể pháp và bí pháp lúc nào cũng phải đi đôi, cũng như người có xác và hồn phải tương liên. Bằng chẳng vậy, có xác không hồn là điên, có hồn không xác là vị đó vậy. Đức Chí Tôn là chúa tể càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật, cầm quyền thiêng liêng cũng như hữu hình. Với lòng đại từ đại bi, chẳng nỡ ngồi nhìn con cái của Ngài phải chịu trầm luân khổ hải, nên Ngài dùng bí pháp định cho tam vị thần xuống thế tượng trưng thể pháp là tổng lái, tổng mũi, tổng thương, lái vững khuôn thuyền Bát Nhã, để độ dẫn các chân linh nguyên nhân, hóa nhân, quỷ nhân và các chân hồn, tức là trong chúng sanh dầu siêu lạc nơi nào cũng tìm rước về hội ngộ cùng Thầy. Trong thời kỳ Hạ Nguân Tam Chuyển bước qua Thượng Nguân Tứ Chuyển là Đại Ân Xá Kỳ Ba, chính mình Đức Chí Tôn là Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút mở đạo cao đài tại nước Việt Nam, quy tam giáo, hiệp ngũ chi, tạo đời thánh đức, dụng nho tông chuyển thế với chủ nghĩa tận độ chúng sanh trên quả địa cầu 68 này quy hồi cựu vị, chẳng phân biệt giống nòi hay chủng tộc. Kết luận: trong nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dùng thuyền Bát Nhã với bí pháp huyền vi màu nhiệm thiên liêng, vì Đức Di Lạc Vương Phật trưởng giáo Thiên Tôn, Đức Ngài làm chủ thuyền Bát Nhã trước các bậc nguyên nhân từ thất thập nhị địa trở về. Đức Phật ngự trên thuyền, kêu gọi toàn linh căn chân tánh của cửu nhị ức nguyên nhân hãy mau tỉnh ngộ về cửa này. Nương nơi thuyền Bát Nhã trở về Lôi Âm Tự và Bạch Ngọc Kinh mà hội ngộ cùng Thầy. Hữu thể sanh nhi tùng tứ khổ, vô hình tử giả quá tam đồ. Nghĩa là có thân thể, sống thì phải tùng theo tứ khổ, chết thì không còn hình thể, linh hồn qua khỏi ba đường đầy đọa. Ý nghĩa lời minh thệ: minh thệ, lập minh thệ. Minh thệ là thề giữ lòng trung thành, không thay đổi. Lập minh thệ là lập lời thề trong một nghi thức trang nghiêm long trọng đặc biệt của đạo cao đài. Một người muốn nhập môn vào đạo cao đài phải lập minh thệ trước thiên bàn thờ Đức Chí Tôn và các đấng thần, thánh, tiên, Phật. Việc lập minh thệ này có ích lợi hai phương diện. Phương diện phàm trần: có chức sắc nơi tộc đạo và bàn trị sự hương đạo sở tại chứng minh lời thề của mình, quyết tâm giác ngộ theo đạo tu hành. Phương diện thiêng liêng: Đức Chí Tôn và chư thần, thánh, tiên, Phật mới nhìn nhận người này kể từ đây là môn đệ của Đức Chí Tôn, là tín đồ của đạo cao đài, để các đấng ấy sẽ hộ trì trên đường tu tiến. Do đó, việc lập minh thệ rất quan trọng, bởi vì khi đã được Chí Tôn và chư thần, thánh, tiên, Phật nhìn nhận là môn đệ của Đức Chí Tôn thì mới hưởng được những đặc ân trong kỳ đại ân xá này. Lập minh thệ là cách để tỏ bày lòng chân thành giác ngộ, mong muốn tu hành của mình. Có quyết tâm thì mới có thể làm tròn lời thệ nguyện, và như thế mới đạt được phẩm vị. Không phải chỉ có đạo Cao Đài mới buộc tín đồ minh thệ, mà các tôn giáo khác cũng buộc y như vậy. Duy có điều là câu minh thệ có nội dung khác đi mà thôi. Ở đây,
Có một điều rất quý báu là lời minh thệ do Đức Chí Tôn đặt ra, chứ không phải do hội thánh hay một đấng nào khác đặt ra. Cho nên lời minh thệ này có hiệu quả thiêng liêng rất quan trọng. Đức Chí Tôn đặt ra lời minh thệ cho các tín đồ gồm 36 chữ, in rõ trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Xin chép ra sau đây: tên gì, họ gì, thề rằng từ đây biết một đạo cao đài ngọc đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật đệ cao đài, như sao có lòng hai thì thiên tru địa lục. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quỷ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh, xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng nó hiệp tam thập lục động toan hại các con, nên thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến gìn giữ các con. Nhưng phần đông chưa lập minh thệ, nên chư thần thánh tiên Phật không muốn nhìn nhận. Hội Thánh có ban hành một văn bản chánh thức dẫn giải lời minh thệ cho toàn bổn đạo được rõ. Xin chép nguyên văn ra sau đây: Văn phòng Thượng Chánh Phối Sư, số 104, / Cửu Trùng Đài, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Nhị Thập Lục Niên, Tòa Thánh Tây Ninh. Dẫn giải lời minh thệ nhập môn cầu đạo. Tôi tên, tuổi, thề rằng từ đây biết một đạo cao đài ngọc đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ cao đài, như sao có lòng hai thì thiên tru địa lục. Ý nghĩa lời minh thệ trên là lời tuân hứa nhất quyết cùng đấng thượng đế để trọn tâm thi hành thiên đạo và cam kết làm tròn phận sự y theo lời minh thệ. Điều thứ nhất, biết một đạo cao đài ngọc đế, là trọn nhìn một đạo cao đài của Chí Tôn, ngoài ra không đặng xu hướng theo ngoại giáo, tà quyền, lập nên phe đảng, chia rẽ tâm lý, gây nên sự rắc rối chia ly, làm mất đức tin trong cửa đạo. Điều thứ nhì, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ cao đài. Tín đồ nhập môn rồi phải tuân hành luật pháp chân truyền của đại đạo là tân luật, đạo luật, pháp chánh truyền, vân vân, và thi hành các quy điều giáo huấn của hội thánh để làm tròn phận sự mình. Ấy là phương hiệp đồng nhất trí của toàn đạo, tín đồ, chức việc, chức sắc hội thánh để nhặt gìn luật lệ cao đài của đấng Chí Tôn. Điều thứ ba, như sao có lòng hai thì thiên tru địa lục. Ăn ở hai lòng, bất trung bất chánh, dối thầy phản bạn và làm những việc trái với luật lệ của cao đài, cùng hành động vô nhân vô nghĩa, mất sự thương yêu, mất điều tín nhiệm, gieo rắc những điều ngờ vực, hiềm khích giữa tình đồng đạo và manh tâm bội nghịch cùng hội thánh, sẽ chịu luật công bình của trời đất chu diệt, gọi là giết phạt. Minh thệ đối với luật vô vi, tức là thiên điều của Chí Tôn và các đấng Phật tiên thánh thần cầm quyền trị thế, là một ân huệ được chọn làm môn đệ của đấng Chí Tôn. Khi giữ tròn lời minh thệ, sẽ được các đấng hộ trì ban ân lành, đạo tâm sáng suốt, trọn vẹn đức tin, đến ngày thành công đắc đạo, được ghi tên vào tiên tịch, gọi là bộ tiên. Minh thệ đối với luật hữu hình hội thánh là một giá trị uy tín đối với đạo và hội thánh. Khi giữ tròn lời minh thệ, sẽ được tín nhiệm kính nể, bảo trợ hưởng mọi đặc ân với luật công bình của hội thánh. Lời minh thệ nhập môn cầu đạo là một điều rất quan hệ của người giữ đạo và là một lời hứa trọn vẹn tín thành với hội thánh cùng các đấng thiêng liêng. Một kiếp sanh ở hiện tại và tương lai phước hay tội cũng do nơi lời minh thệ này. Vậy, toàn đạo nam nữ nên trân trọng gìn theo lời minh thệ. Chức sắc hữu quyền các cơ quan, chư vị khâm châu, đầu tộc đạo nam nữ phải thông truyền lời dẫn giải minh thệ này cho toàn đạo tuân hành. Tòa Thánh, ngày 27 tháng Giêng năm Tân Mão. Thái Chánh Phối Sư, Thái Tu Thanh, Thượng Chánh Phối Sư, Thượng Sáng Thanh,
Ngọc, chánh phối sư Ngọc Non Thanh, nữ, chánh phối sư Hương Hiếu, toàn thể ký tên đóng dấu. Hộ pháp, chưởng quản nhị hữu hình đài, hiệp thiên và cửu trùng. Thay mặt Đức Hộ Pháp, tổng thơ ký xử lý thường vụ, Bảo Thế Lê Thiện Phước, ký tên đóng dấu. Số 456 trên DS. Kính gửi Hiền Hữu Ngọc Chánh Phối Sư, ra lệnh cho quyền trượng thống lại viện cho sao y nguyên văn bổn chánh tờ số 104 / cửu trùng đài ngày 27 tháng 1 năm Tân Mão dương lịch ngày 4 tháng 3 năm 1951, dẫn giải lời minh thệ nhập môn cầu đạo, tái bản truyền cho toàn đạo tuân hành, hồ sơ nội vụ giao hoàng tòa thánh ngày 30 tháng 4 năm Canh Tuất dương lịch ngày 3 tháng 6 năm 1970, đầu sư Thượng Sáng Thanh ấn ký. Văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư, Tư Lại Viện, thi hành theo lời phê số 456 trên DS của ngài đầu sư dạy đạo theo lục tờ dẫn giải lời minh thệ nhập môn để ban hành cho toàn đạo hiểu biết. Khi ban hành nên gửi phần cho ngài tổng thanh tra đặc nhiệm chánh trị đạo kiêm thống quản cơ thánh vệ và bảo thể để phát cho nhân viên thánh vệ bảo thể do sự nhu cầu, đính hậu hồ sơ 4 tờ. Tòa thánh ngày 2 tháng 5 năm Canh Tuất dương lịch ngày 5 tháng 6 năm 1970, Ngọc Chánh Phối Sư ký tên đóng dấu. Số 171 / SL. Sao lục y nguyên văn. Kính cởi quý hiền quynh Khâm Thành, Khâm Trấn, Khâm Châu, đầu phận, đầu tộc Nam và Trung Tông Đạo ban hành lời dẫn giải của Hội Thánh về câu minh thệ khi mới nhập môn cầu đạo, để cho chư tín hữu ý thức lời hứa của mình với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Nội chánh ngày 5 tháng 6 năm Canh Tuất, dương lịch ngày 9 tháng 6 năm 1970. Thượng thống lại viện, giáo sư Ngọc Tịnh Thanh ấn ký. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo về việc lập minh thệ của tín đồ như sau. Bần đạo nói thật, buổi Đức Chí Tôn đến tạo quốc đạo cho nòi giống rồng tiên này, chính ngày cầm cơ đi đến các tỉnh kêu từ nhà, gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu bài khuyến dạy, tạo thành một nền tôn giáo cao đài là quốc đạo. Bần đạo tưởng chưa có người nào đem cả tinh thần tâm đức mà thi ân cho giường ấy. Đức Chí Tôn đến độ rỗi, lập giáo, rồi lại bắt minh thệ. Hỏi tại sao ngài lại bắt minh thệ? Là buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau, mỗi người có một chút đức tin. Thầy bảo quy đức tin ấy lại, phải có tâm đức tin tưởng, yêu ái lẫn nhau, phải nhìn nhận có thầy, có đức tin nơi thầy. Hại thay, có nhiều đứa con của ngài cũng nghe, cũng tìm đạo, cũng thọ giáo, cũng minh thệ đủ phép tắc, biết bao nhiêu khi mới đến cùng thầy, quỳ dưới chân thầy, mà hễ ra khỏi chân ngài rồi thì lại phản phúc ngài và con cái của ngài. Tại sao vào đạo phải minh thệ? Về phần người, minh thệ cốt để người tín đồ dứt khoát tư tưởng mà thủ tín với lời thề, không dám làm điều gì trái với lời thề, tức là trái với đạo luật. Để hết lòng lo lập công bồi đức, trao tâm luyện tánh mà đạt đến phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng. Về phần thiêng liêng, người có lập minh thệ thì các đấng thiêng liêng mới nhìn nhận là môn đệ của Đức Chí Tôn, tức là tín đồ của đại đạo. Khi được làm môn đệ của Đức Chí Tôn thì mới hưởng được hồng ân của Đức Chí Tôn ban cho. Thứ nhất, môn đệ giữ tròn luật đạo và ăn chay được 10 ngày trong một tháng thì vào hàng đạo hữu, đối phẩm địa thần trong cửu phẩm thần tiên. Thứ nhì, môn đệ giữ tròn luật đạo và ăn chay 10 ngày mỗi tháng
thì khi quy liễu mới được làm phép sát, phép đoạn căn, làm tuần cửu, đại tường và tiểu tường, để đưa chân hồn đi lên qua 12 tầng trời, bái kiến các đấng thần, thánh, tiên, Phật, bái kiến Đức Phật Mẫu và Đức Chí Tôn, sau đó mới được tòa Tam Giáo Ngọc Hư Cung định phận. Ngoài ra, từ xưa tới nay, muốn đạt những thành công vĩ đại, thì bổn thân người đó phải có chí khí kiên cường bất khuất, vượt qua các trở ngại lâm nguy, còn muốn đạt đến phẩm vị tiên, Phật, thì phải có lời đại nguyện, giống y lời minh thệ. Trước khi thành Phật A-di-đà, Ngài có 49 điều đại nguyện. Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc mới xuất gia có phát ra 4 điều đại nguyện, kể ra như sau. 1. Nguyện tế độ chúng sanh khốn ách, nguyện cứu chúng sanh thoát khỏi khốn ách. 2. Nguyện trừ chúng sanh hoặc chướng, nguyện trừ những lầm lạc che bích chúng sanh. 3. Nguyện đoạn chúng sanh tà kiến, nguyện dứt bỏ những ý kiến tà quái của chúng sanh. 4. Nguyện độ chúng sanh khổ luân, nguyện cứu chúng sanh thoát vòng luân hồi khổ não. Vậy, việc minh thệ là một việc làm rất có ích và rất có ý nghĩa đối với mỗi tín đồ cao đài, về phương diện phàm trần cũng như về phương diện thiêng liêng. Lập minh thệ có trái với tự do tín ngưỡng không? Từ ngày lập đạo, Đức Chí Tôn chưa hề bắt buộc người nào theo đạo cả. Đức Chí Tôn chỉ vạch ra cho nhân sanh thấy rõ con đường nào chánh, con đường nào tà, con đường nào chân thật đưa đến giải thoát khỏi luân hồi, con đường nào quanh co đưa đến tội tình sa đọa. Nhân sanh hiểu biết rõ như thế để giác ngộ, rồi đi con đường nào hay không đi là tùy ý nhân sanh lựa chọn và định đoạt. Đức Chí Tôn chưa bao giờ bắt ép một ai cả. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nếu kẻ nào biết hiểu thánh ngôn của Thầy, nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hàng sống của nó vốn còn. Còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo tà quái. Rõ ràng, Đức Chí Tôn để cho nhân sanh tự định đoạt cuộc đời mình. Đức Chí Tôn chỉ đem lòng thương yêu hướng dẫn. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Đạo là quý, của quý chẳng bán nài, các con đừng thối chí. Như vậy, nhân sanh tự do chọn lựa tín ngưỡng của mình, hoặc không tín ngưỡng tùy ý, không bắt ép hay nài nỉ ai cả. Nhưng lập minh thệ là sự biểu lộ quyết tâm theo đạo đến trọn đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng theo đạo cao đài để thử nghiệm hay có mục đích vụ lợi, mượn danh đạo, tạo danh đời. Theo đạo là một đại sự trong cuộc đời mình. Nhập môn cầu đạo và lập minh thệ là một khúc quanh vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình, nên cần phải cân nhắc cẩn thận, tìm hiểu cho kỹ lưỡng, xét nét thật nghiêm chỉnh các mặt. Đạo cao đài không bắt buộc ai theo đạo, nhưng khi đã theo đạo thì buộc phải theo trọn đời bằng việc lập minh thệ, không cho người tín đồ cao đài thối lui trở lại đường đời, mà phải tiến mãi trên con đường đạo để được trúng tuyển vào Đại hội Long Hoa trước khi xảy ra cuộc tận thế thay đổi cuộc diện nơi địa cầu 68 này. Tại sao khi ở ngoài vòng thì không buộc, mà khi đã vào cửa đạo rồi thì lại buộc? Bởi vì thời kỳ này là mạt kiếp của Hạ Nguân Tam Chuyển, bước qua Thượng Nguân Tứ Chuyển lập đời Thánh Đức. Nhân loại phải trải qua một cuộc đại phán xét cuối cùng để chấm dứt một chu kỳ tiến hóa cũ, bắt đầu một chu trình tiến hóa mới. Cho đó, Đức Chí Tôn đại khai ân xá cho các đẳng chân hồn nếu ngộ kiếp một đời tu đủ trở về ngôi vị cũ. Cho nên thời này cần phải tu gấp, tu rút, không còn thời giờ để chần chờ nữa. Bởi vậy, Đức Chí Tôn buộc minh thệ là thể lòng thương yêu vô lượng của đấng cha lành, buộc con cái phải gấp rút tu hành để kịp trở về cùng Ngài. Địa cầu này phải chịu một lần đổi thay nữa, nhân loại bị nạn chết chóc đủ cách sầu thảm, 10 phần chỉ còn sống có 1 phần mà thôi. Số nhân loại sống sót là những người đủ trình độ đạo đức, đủ bác ái công bình để các đấng lập đời thánh đức,
tạo lập một xã hội đại đồng. Cho nên, việc lập minh thệ là một quyền lợi tất yếu của người tín đồ đạo Cao Đài. Đương nhiên, luật công bình thiêng liêng mở ra, có thưởng ắt có phạt. Nếu thực thi đúng theo lời minh thệ, thì chắc chắn sẽ được thiêng liêng ân thưởng như đã trình bày bên trên. Còn nếu không giữ đúng lời minh thệ hay làm ngược lại lời minh thệ thì ắt bị phạt. Cho nên, theo đạo là để chí cốt tu hành. Còn nếu cảm thấy không thể giữ được lời minh thệ thì chưa nên theo đạo. Có một số ít người theo đạo một thời gian, rồi vì mất quyền lợi mà bỏ đạo, hoặc vì một thế lực mạnh mẽ nào khác đe dọa hay quyến rũ thì liền bỏ đạo. Đó là người theo đạo để cầu danh, cầu lợi, chứ không phải do sự giác ngộ của tâm linh, hay không phải vì lý tưởng giải thoát khỏi các phiền não của cõi trần. Hạng người này không đáng được cứu vớt. Ăn năn sám hối tội tình, xét câu minh thệ, gửi mình cõi thăng. Người tín đồ thất thệ thì sao? Thất thệ là mất lời thề, tức là không giữ được lời thề, không thực thi đúng lời thề, vi phạm lời thề. Thất Nương Diêu Trì Cung giảng giải về cõi âm quan cho biết như sau. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Chớ chi cả nhân sanh biết xét mình, trước khi thoát xác thì tránh khỏi âm quan. Nói cho cùng, nếu trọn kiếp giàu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn chí tôn độ rỗi, thì cũng tránh xa cõi âm quan, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của chí tôn, là các chân hồn đặng tự hối hay đặng giáo hóa mà hiểu trọn chân truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chân hồn cầu rỗi. Ôi tuy vân, hồng ân của Đại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn sa đọa hằng hà mỗi ngày chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng tin cậy nơi Thầy. Đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ, em trông thấy bất đau lòng, nữ phái lại phần đông hơn hết. Minh Thiện Đàn. Minh Thiện Đàn là một tổ chức tu chân do Đức Lý Giáo Tông lập ra tại làng Phú Mỹ, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Phò loan là hai ông Đinh Công Trứ và Lê Văn Trung. Ông Trứ được Đức Lý chỉ định làm chủ trưởng Minh Thiện Đàn. Câu chú của Thầy. Câu chú, câu niệm huyền bí của một đấng thiêng liêng đặt ra để hộ trì các môn đệ trên bước đường tu. Thầy là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong đời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giáng cơ xưng là Thầy và gọi các vị theo đạo là môn đệ. Đức Chí Tôn dạy đạo đức cho nhân sanh như là Thầy dạy trò, gần gũi và thân mật như thế, chứng tỏ lòng thương yêu vô tận của Đức Chí Tôn đối với nhân sanh. Câu chú của Thầy là một câu niệm danh hiệu Đức Chí Tôn có tác dụng rất huyền bí do Đức Chí Tôn đặt ra để hộ trì các môn đệ trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Câu chú của Thầy gồm có 12 chữ. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Khi chúng ta lạy Đức Chí Tôn, chúng ta lạy ba lạy, mỗi lạy bốn gật, mỗi gật phải niệm câu chú của Thầy. Như vậy, chúng ta phải niệm câu chú của Thầy tất cả là 12 lần. Ý nghĩa của số 12 là thập nhị khai thiên là Thầy, Chúa cả càn khôn thế giới, nắm trọn thập nhị thời thần vào tay, số 12 là số riêng của Thầy. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Trong câu chú của Thầy có danh xưng của Đức Chí Tôn là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh xưng này có ý nghĩa bao gồm tam giáo. Chữ Cao Đài tượng trưng Nho giáo, bởi vì Cao Đài là cái đài cao nơi linh tiêu điện trong Ngọc Hư Cung, là tòa ngự của Đức Chí Tôn Thượng Đế khi họp triều đình của Đức Chí Tôn. Do đó, chữ Cao Đài tượng trưng phẩm trật nơi triều đình là chủ trương của Nho giáo. Tiên Ông tượng trưng là tiên giáo, lão giáo.
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Phật vị cao siêu nhưng còn nhiệm vụ cứu độ nhân sanh nên còn mang danh Bồ Tát, nên từ ngữ này tượng trưng Phật giáo, Thích giáo. Trong danh xưng này, Đức Chí Tôn ngụ ý tam giáo vốn cùng một gốc mà ra, gốc đó là Thượng Đế. Ngày nay, Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là để quy nguyên tam giáo về một mối do Đức Chí Tôn chưởng quản.